Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu thêm một món ăn Việt Nam nữa. Đây là món chả mực nha mọi người. Chả mực Hạ Long nhé. Mực đúng nhập từ Hạ Long sang. Còn đây là gia vị kèm theo này. Đây, gồm có là hành, tỏi, ớt, hạt tiêu, hạt nêm, nước mắm, đường, ngô và bột nở, ba chỉ nữa, đi ba chỉ nữa đây. Đấy, thì cái tỷ lệ mà mình làm cái chả mực này á, thì cứ 1 ký mực thì đi với 5 lạng 500 gram thịt ba chỉ. Nếu trường hợp mà mình mà không làm thịt ba chỉ á, thì mình có thể làm thịt mông. Rồi thịt ba chỉ thì nó có phần thịt và phần mỡ nữa, nó sẽ không bị khô, mình biết không? Đó, thì mực này á thì mình làm sạch rồi thì một lửa mình sẽ thái hạt nịu nha mọi người. Đây, một nửa thái hạt nịu mà nhỏ như vậy, và một nửa thì mình sẽ cho vào máy xay nhé. Đấy, còn nếu bác nào có cối lớn ấy, thì mình có thể giã, giã là ngon nhất. Đó là mực, kiểu như mình làm cái mình làm giò, giã giò, giã chả. Ta vừa làm chúng ta phải nấu khô, nấu khô mới mực. Tốn giấy thì được nhưng mà nó rất là dai mực và nó không có nổi. Mực xong là chúng ta thái luôn ba chỉ, ba chỉ chúng ta sẽ làm xay, bởi vì thì ba chỉ cũng xay cho nên là chúng ta phải thấy, chuẩn bị nguồn nguyên liệu để chúng ta làm thể luôn, mình xay cùng một chỗ luôn. Thank you.
ba chỉ chúng ta phải lọc bỏ da nhé. Da mà chúng ta mà vừa khó thái chúng ta cho vô thì nó cũng nổ kinh. Da thì nó nổ còn còn hơn cả nổ nước. Thì hôm nay mình làm 2 kg mực. Để chúng ta sẽ cho 1 kg ba chỉ vô. 1 kg ba chỉ chúng ta sẽ mua tầm 1 kg 2. Mình lọc da đi. 2 thì vừa còn 1 kg. Xay nhé, xay thịt, xay mực, rồi chúng ta sẽ nêm muôn gia vị. Đó, khi mà chúng ta thịt thái thái miếng nhỏ nhỏ rồi. Xay thịt hơi ổn. Để cho gia vị luôn khỏi nó trộn. Cho cờ nò này, cho mì chính này, mẻ cho một ít nhé mà. Mày xay ra cho đường, mắm, tiêu. Nở nữa nhé mọi người. Bột nở thì nó có 3 loại bột nở. Một là bột nở tươi, tức là mình cái bột đục mình để chua. Hai là bột bằng gọi là men mọt ấy. Ở Việt Nam mình hay dùng ở men mọt. Đó. Thứ ba là cái bột bột mịn, bột trắng như này. Thì bột trắng này gọi là breaking. Thank you.
xong rồi xây mực. Chúng ta cũng định lượng nó như thế. Đây là thịt và mực xay nhé. Thì trong các bạn lưu ý là khi chúng ta xay thịt ấy, chúng ta không cần phải xay nhuyễn quá đâu, xay dối thôi, cũng không phải dối quá nhưng mà nghĩ là không được, không cần nhuyễn. Mực thì chúng ta sẽ xay nhuyễn. Thì vì miếng thịt ấy, mình xay mà nó còn có miếng mỡ nó, mình sau này mình ăn nó cũng mềm mềm thịt sật sật sật, nó giòn giòn. Cái mực thì mình xay nhuyễn, vì mực một nửa mình đã thái hạt lựu rồi, là mực mình xay nhuyễn thôi. Sẽ cho vô tủ mát, chúng ta để cho nó, nhất là trong gia vị ngấm này, thứ hai là để cho bột nở nó cho bột nghỉ á, cho thời gian cái trộn của mình nó nghỉ để cho nó nở. Để sau đó chúng ta chia miếng rồi chúng ta sẽ chiên hoặc rán. Nếu như mọi người mà không có thích ăn thịt lợn cùng á,
thì không thích trộn thịt lợn thì có thể mình sẽ làm hoàn toàn bằng mực không cũng được. Nhưng mà nếu mà mực không thì nó hơi đắt, bởi vì mực rất là đắt. Nên mình làm mực không thì giá thành nó rất là cao. Cho nên là mình trộn chung với thịt lợn. Rồi nha mọi người, thì chúng ta để cái chả mực với thịt bằm chúng ta để trong tủ cho bột nghỉ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia thành miếng chả nhá, rồi chúng ta sẽ rán. Đó, chia từng miếng một. Phải đứng xa đi. Rồi, đây là thành quả rán coi như là chả mực của mình đây nhá. Chả mực Hạ Long.
Đây là gốc chả mực Hạ Long nhưng mà được bà Hoa làm thì mình chuyển tên là chả mực bà Hoa nhé. Bánh cuốn bà Hoa. Đây thành quả đây. Mình chia túi nhá. Mình là cấp đá. Mình chia túi mình cấp đông nhưng là có khách thì mình lại trả ra mình ăn. Mình tiếp khách. Vì lúc nãy mình chiên á nó bắn quá không có quay được, bắn tung tóe rồi dọn dẹp lại không nhìn tởm. Em chỉ quay một chút thôi, lúc đầu thôi. Bây giờ thành quả sạch sẽ rồi mới quay lại cho mọi người xem đây. Tổng kết hôm nay là mình mua là 4 ký mực thì là 2 ký thịt. Thì thành phẩm là được 3 ký chả. Là mất 1 phần 2 đấy, hao mất 1 phần 2 đấy mọi người. Hao mất 1 phần 2 đấy. Mua 2 mà thành phẩm được có 1 thôi. Rất là hao, nhưng mà ăn rất là ngon. Rồi chúc cả nhà đều cũng làm được món chả mực ngon như này nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào chương trình món ăn thấp tới. Thực ra thì cũng chưa biết là món gì đây. Nhưng mà sẽ cố gắng là làm cho các bạn một cái món rất là ngon. Đây, bật mí cho các bạn đây. Đó, đây là kim chi này, chuẩn bị ăn rồi nha. Đây là kim chi nữa nha, kim chi, đây là kim chi dưa chuột này. Bên này là kim chi cải thảo này. Sắp sửa được ăn rồi đó. Còn 2 ngày nữa là ăn được thôi. Rồi xin chào mọi người nha. Bye bye.